À, chào cô chú anh chị nha. Em về mới ghé qua chỗ kho của ông anh thì thấy ông còn sót đâu cái 192C ông giấu đâu nằm hấp đẹp quá trời mà ông giấu để đó nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn, làm không có xích, rất insane mini, hàng của Đức nha, chuẩn nha. Thì cái con này thì về nó nổ luôn nha mọi người, nó nổ luôn, nó tiệm mát rất đẹp. Này là điều cái chưa có vệ sinh thôi, vệ sinh ra thì như cái máy mới luôn nha. Này nổ thôi rồi, khiếp lắm mọi người. Cái này là nó chạy, cái tiếng đấy là do tại không có xích nên cái chuông nó tự chạy nha mọi người, chứ không phải kêu ủa sao máy là kêu rồi kì. Đấy là cái chuông không có xích nên nó tự chạy. Cực kỳ đẹp nha. Đánh giá được thì mình mới biết đẹp, còn người không đánh giá được thì nhìn nó chưa có mơ mà đúng rồi. Tại vì đây thằng bãi chưa dọn. Nhất là chưa dọn nha. Đó. Thì cái con này thì nếu có chú anh chị mà muốn lấy thêm cọng xích luôn á thì nếu mà không lấy xích ấy thì 2,4 triệu. 2,4 triệu nha. Còn nếu của chú anh chị lấy thêm xích ấy thì thêm 100.000 nữa lấy cộng xích và xích bãi nha. Tất nhiên là xích là còn chắc được, còn ngon lành chứ không phải là xích mòn hết rồi nha. Là 2,5 triệu nha, nếu lấy cộng xích 2,5 triệu. Đẹp là em nói đẹp nha. Không có đáng, không có gọi là mọi người bỏ ra đồng tiền mà em nói đẹp mà nó không, mà là kiểu như về mình nhận mà nó không đẹp ấy thì đấy là không đáng cái đồng tiền. Mà một khi em nói đẹp là nó đẹp, đáng xứng đáng cái đồng tiền mình bỏ ra ha. Có sức rồi, lâu lâu mới có con vip. Nhắc lại nha, giá này 2,4 triệu nguyên trạng đó, máy là còn sang nổ luôn. Còn nếu mà muốn lấy thêm cọng xích là 2,5 triệu nha, đó ha. Không bao ship nha đó. Nên là làm chốt giúp em, máy là còn sang nổ luôn, chưa dọn gì hết đó, mới về thôi, chưa vệ sinh chưa lâu gì à, em lấy về mà em còn phải mang theo cái bọc nhựa đây cho nó không bị chày làm thì quá biết.